Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày 12 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Tổng kết 7 năm thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở tỉnh Hưng Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tình hình hoạt động bến thủy nội địa, bãi chứa vật liệu và tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Huyện Văn Lâm tích cực triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Cần tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Xét xử sơ thẩm vụ án 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở huyện Yên Mỹ. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Qua 7 năm triển khai thực hiện luật với sự nỗ lực cố gắng và đổi mới phương thức hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp ở tỉnh Hưng Yên, có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên đã thảo luận, xem xét trên 25.000 báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các cơ quan hữu quan, đảm bảo đúng nội dung, trình tự theo quy định. Hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại các kỳ họp được Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm, có nhiều đổi mới, ngày càng chất lượng, nhất là tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hàng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp xây dựng chương trình giám sát tổng thể của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo điều hành, phối hợp tổ chức chương trình giám sát bảo đảm chất lượng, thời gian hiệu quả. Từ khi luật hoạt động giám sát có hiệu lực đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã đã tổ chức gần 1.900 cuộc giám sát chuyên đề. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp có trên 5.900 ý kiến, kiến nghị, đề xuất trên các lĩnh vực chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, giải quyết, xử lý. Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp chú trọng. Các ban của Hội đồng nhân dân các cấp đã tiến hành thẩm tra gần 14.000 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận cùng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát theo quy định của luật, như công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là việc kết luận giám sát khiếu nại tố cáo cần công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân của Hội đồng nhân dân cấp huyện, các kiến nghị sửa đổi bổ sung luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên đã tăng cường giám sát chuyên đề đối với các vấn đề được dư luận quan tâm, đẩy mạnh hoạt động chất vấn, giải trình, làm rõ vấn đề phức tạp, bất cập, tích cực theo dõi giám sát đôn đốc, tái giám sát thực hiện kiến nghị giám sát, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động giải trình chất vấn tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ, tập trung vào các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó có kiến nghị xác đáng để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nội dung được chất vấn giải trình, chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, trong đó chú trọng công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, nhất là giám sát đầu tư công. Thực hiện tốt phương châm giám sát thường xuyên phải toàn diện, giám sát chuyên đề phải có trọng tâm, trọng điểm. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để lắng nghe, thu thập và tiếp thu được nhiều ý kiến từ chính các cử tri, những người chịu sự tác động trực tiếp hoặc thụ hưởng các chính sách đặc thù mà nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành. Đảm bảo các nghị quyết ban hành thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần chú trọng thực hiện tốt hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri để đảm bảo các kiến nghị của cử tri được giải quyết một cách căn bản, thấu đáo. Nâng cao chất lượng hoạt động của các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân. Hoạt động của các ban phải thực sự chuyên nghiệp, là cánh tay đắc lực của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công. Báo cáo thẩm tra của các ban phải khẳng định được sự cần thiết,
căn cứ pháp lý, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân, phải là nguồn cung cấp thông tin cho đại biểu trong quá trình thảo luận nghị quyết, đảm bảo tính khả thi, tính thực tiễn của nghị quyết được ban hành. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần bám sát chủ trương, định hướng lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói chung, hoạt động giám sát nói riêng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có năng lực, tâm huyết, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân giao phó, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các đơn vị có liên quan đến hoạt động giám sát thực hiện nghiêm, chấp hành đầy đủ các nội dung liên quan đến trách nhiệm và quyền của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, bảo đảm hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân theo quy định. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kiểm tra, họp nghe báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tình hình hoạt động bến thủy nội địa, hoạt động bãi bốc xếp, chứa chất tạm thời, vật tư vật liệu trên bãi sông và tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Để đánh giá cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam cùng các sở ngành liên quan đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của một số bến thủy nội địa, bãi bốc xếp, chứa chất vật tư, vật liệu và tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Hưng Yên có hai tuyến sông do Trung ương quản lý là sông Hồng và sông Luộc với tổng chiều dài 92 km. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 5 tuyến sông do địa phương quản lý với tổng chiều dài khoảng 113 km, gồm các sông, sông Sạt, sông Chanh, sông Kiểu An, sông Điện Biên và sông Tam Đô. Các tuyến sông do địa phương quản lý nằm trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, vừa tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và kết hợp khai thác giao thông vận tải thủy. Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, tổng số bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh được quy hoạch là 48 bến. Trên sông địa phương quy hoạch 3 bến cách ngang sông và 9 bến hàng hóa. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông đã thanh tra kiểm tra 47 bến, xử phạt 4 trường hợp vi phạm, đình chỉ 17 lượt phương tiện, đình chỉ hoạt động 4 bến do không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 47 bãi bốc xếp, chứa chất tạm thời vật tư, vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng, sông Luộc, trong đó có 15 bãi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép, 32 bãi không có giấy phép, một số bãi được cấp phép chưa thực hiện bảo đảm theo nội dung trong quyết định cấp phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều bãi hoạt động trái phép vẫn còn, dẫn đến phát sinh tình trạng xe quá khổ, quá tải đi trên đê và mất an toàn giao thông. Về tình hình khai thác khoáng sản hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 mỏ cát sông đã được cấp phép với trữ lượng cát đã khai thác đạt khoảng 1,1 triệu mét khối. Tuy nhiên, các mỏ này hiện nay đều sắp hết hạn giấy phép. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các ngành địa phương cần tiếp tục chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bến thủy nội địa, khai thác khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm, dứt điểm hai bãi trung chuyển cát tự phát thuộc xã Dạ Trạch, xã Hàm Tử thuộc huyện Quế Châu. Các huyện, thành phố có đê khẩn trương tổ chức thực hiện xử lý giải tỏa các bãi vật liệu không có phép, hoạt động trái phép. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của bến thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các bến thủy tự phát hoạt động trái phép và việc neo đậu tàu thuyền, nhất là neo đậu tàu thuyền để bốc xếp vật liệu xây dựng trái phép. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án quản lý các tuyến xăng dầu, đường điện, cầu cống qua sông. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành địa phương có liên quan rà soát các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án khai thác, khẩn trương tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản đã đủ điều kiện khai thác. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép cho các bến bãi đủ điều kiện hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng các khu tái định cư là nhiệm vụ quan trọng để giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Cả hệ thống chính trị của huyện Văn Lâm đang tích cực vào cuộc để triển khai. Cuối tuần qua, gia đình ông Huy cùng hơn 60 hộ khác ở xã Lạc Đạo được mời tham dự hội nghị phổ biến chủ trương thu hồi đất để xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Ngoài hơn 640m² đất nông nghiệp đã bàn giao trước ngày 30 tháng 6, gia đình ông sẽ tiếp tục đồng thuận nhường hơn 230m² đất ở cho vùng lõi dự án đường vành đai 4 và hơn 300m² đất nông nghiệp để xây dựng khu tái định cư. Qua các đồng chí là cũng đã trả lời trực tiếp ở trên cái hội nghị thì người dân chúng tôi phần nào là cũng đã yên tâm
Thế mong rằng làm sao giữa cái mà đồng chí đã trả lời ngày hôm nay với cái thực tế, khi xây dựng rồi nó phải đi vào thực tế, để làm sao bây giờ mà ý đảng lòng dân, đúng không? Trên dưới một lòng thông, trong ngoài thông suốt, thì cái đấy mới là cái đạt được kết quả. Xã Lạc Đạo có 3 khu tái định cư rộng trên 3 hectare ở thôn Hoàng và thôn Xanh Tý. Để tái định cư cho trên 100 hộ phải nhường diện tích đất ở cho đường vành đai 4. 64 trên 64 hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi để xây dựng các khu tái định cư đã nhận được thông báo thu hồi đất. Sẽ cố gắng trước ngày 15 tháng 9 tới là chúng tôi sẽ hoàn thành cái việc kiểm kê đối với các cái trường hợp có đất nông nghiệp để thực hiện cho cái dự án tái định cư của đường vành đai 4 này. Toàn tại xã Lạc Hồng sẽ triển khai khu tái định cư rộng 5,5 hectare cho 126 hộ. Để nhân dân nắm rõ được thông tin về nơi ở mới, huyện Văn Lâm vừa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, đơn vị tư vấn giới thiệu cụ thể, chi tiết về đồ án xây dựng khu tái định cư theo tiêu chuẩn khu đô thị. Thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng nằm trong Hưng Yên. Từ những năm xây dựng ban đầu, những năm 60, thì người dân đã cùng với cả chính quyền xây dựng hệ thống mạng lưới đường ô cờ có mặt cắt ngang đường và khoảng 6 mét. Trong quá trình thiết kế thì chúng tôi đã tham khảo và đã mở rộng mặt cắt đường là tối thiểu là 7,5 mét và vỉa hè tối thiểu là 3,5 mét, và các cái tuyến đường bao gồm được liên kết chặt chẽ với cả các tuyến đường đô thị mới cũng như là liên kết chặt chẽ với các cái tuyến đường hiện tại. Ngoài cái việc hạ tầng kỹ thuật ra thì hạ tầng xã hội sẽ được chú trọng. Thứ nhất là xây dựng khu nhà văn hóa cộng cây xanh thể thao nằm giữa trung tâm của khu đất. Thứ hai là xây dựng các bãi đỗ xe theo quy định và định hướng mới của tỉnh Hưng Yên. Để tái định cư cho trên 233 hộ phải thu hồi đất ở với diện tích gần 4,8 hectare, huyện Văn Lâm bố trí 4 khu tái định cư có diện tích gần 14 hectare. Đến nay, huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp của hơn 240 hộ với diện tích gần 9 hectare để xây dựng các khu vực tái định cư. Đồng thời với việc lập dự án để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thì Ủy ban huyện cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp và đã họp dân để triển khai kiểm kê đất nông nghiệp, xây dựng phương án để thu hồi đất. Huyện Văn Lâm phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 sẽ hoàn thành phê duyệt các dự án tái định cư làm cơ sở để tiến hành những quy trình, thủ tục triển khai các bước tiếp theo của việc xây dựng 4 khu tái định cư theo đúng tiến độ được giao. Sau 8 tháng năm 2023, huyện Khoái Châu giải ngân vốn đầu tư công đạt 55% kế hoạch vốn được giao, là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất tỉnh. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 tỉnh giao của huyện Khoái Châu là gần 288 tỷ đồng, phân bổ cho 8 chương trình dự án. Đến hết tháng 8, huyện đã giải ngân được 159 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Một số công trình cơ bản hoàn thành khối lượng tiến độ giải ngân đạt trên 98%, như dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường DH51, DH57, xây dựng tuyến trục chính khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung tại xã Tân Dân. Đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện cũng giải ngân được 110 trên 196 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch vốn. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, huyện Khoái Châu chủ động phối hợp giữa các bên để tháo gỡ khó khăn, nhất là tiến độ thực hiện dự án và giải phóng mặt bằng, đồng thời tổ chức nghiệm thu khối lượng kịp thời để giải ngân vốn nhanh chóng, phấn đấu đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh Hưng Yên mới đạt 44,5% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù cao hơn so với bình quân chung cả nước, nhưng lại thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương, chủ đầu tư rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 theo quy định tại Điều 67 của Luật Đầu tư công để giải ngân tối đa tổng kế hoạch đầu tư công được giao. Đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ sự cần thiết yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, giao cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với vốn ngân sách cấp tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Đối với vốn ngân sách trung ương cấp tỉnh quản lý, cần đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân và đề xuất phương án điều chỉnh, báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định trong trường hợp điều chỉnh trong nội bộ tỉnh. Trong năm học này, chỉ riêng bậc học tiểu học của huyện Tiên Lữ bị thiếu gần 100 giáo viên.
huyện đã thực hiện 3 giải pháp tình thế nhằm khắc phục tình trạng này. Toàn huyện hiện có 263 lớp với gần 8.700 học sinh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông thì trong đó 3 môn tiếng Anh, tin học và công nghệ, huyện Tiên Lữ hiện thiếu nhiều biên chế giáo viên nhất với 76 giáo viên. Trên cơ sở đội ngũ nhà giáo hiện tại thực hiện các cái biện pháp liên quan đến cái tăng cường biệt phái giáo viên nhằm để cân đối cái tỷ lệ các đơn vị. Một trong những cái giải pháp mà chúng tôi đã và đang thực hiện trong đó thì có cái môn tin học, nhân viên thiết bị thí nghiệm thì chúng tôi cử đi để đào tạo tập huấn trước mắt để có cái chứng chỉ để đủ điều kiện đứng lớp. Bên cạnh giải pháp tổ chức cho giáo viên biên chế đi tập huấn lấy chứng chỉ để có đủ số giáo viên 3 bộ môn nêu trên cũng như các môn học cơ bản, huyện Tiên Lữ đã sử dụng giải pháp tình thế là ký hợp đồng với người có chuyên môn phù hợp để đứng lớp, đồng thời linh hoạt điều động giáo viên trung học cơ sở có chuyên môn phù hợp để giảng dạy. Thời điểm này, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở một số tỉnh thành phố, trong đó có thủ đô Hà Nội, giáp danh tỉnh Hưng Yên. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành y tế và các địa phương đã tăng cường kiểm soát các trường hợp mắc bệnh, tích cực truyền thông nâng cao ý thức, hướng dẫn người dân diệt loang quang bọ gậy và chống muỗi. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận trên 100 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó riêng địa bàn huyện Văn Giang có 66 ca bệnh, phần lớn là người làm việc học tập ở Hà Nội trở về địa phương. Trong 2 ngày trước khi mà bị phát bệnh ấy, em cũng ra ngoài lội mấy hôm ấy. Về nhà thì em cảm thấy người mệt mỏi rồi là có hiện tượng là bị sốt. Nên là đi lên viện khám thì là người ta xét nghiệm cho thì là bảo là bị sốt xuất huyết. Ngoài việc giáp danh với địa bàn đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh sốt xuất huyết, có lượng dân cư di biến động lớn, một nguyên nhân nữa khiến huyện Văn Giang có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, đó là ý thức của người dân về phòng chống sốt xuất huyết còn nhiều hạn chế. Theo kết quả giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tháng 8 vừa qua, chỉ số mật độ muỗi vằn tại Văn Giang vượt ngưỡng 0,5 con một nhà, cao hơn mức cảnh báo. Tỷ lệ dụng cụ chứa nước có bọ gậy, muỗi vằn trên 20%. Tại các thôn Hòa Bình Hạ hay thôn Vĩnh Lộc ở xã Tân Tiến đã xuất hiện chùm ca bệnh sốt xuất huyết. Các ban ngành này, các thôn này cùng đồng hành ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các khu hộ dân mà ghi nhận các ca mắc, khuyến cáo với người dân là thứ nhất là làm màn, phun thuốc khử trùng này, vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy. Ngay khi phát hiện các ca bệnh sốt xuất huyết, huyện Văn Giang đã triển khai xuống các xã thị trấn tổ chức đồng loạt các hoạt động chiến dịch vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ phế thải, phun hóa chất trên diện rộng, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 2 lần một ngày, vận động người dân thực hiện các biện pháp diệt muỗi loang quang. 3 ngày nay, trên địa bàn huyện Văn Giang chưa phát sinh thêm ca mắc sốt xuất huyết mới. Chúng tôi đã triển khai phun thuốc diện rộng trên toàn bộ 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sau 1 tuần, chúng tôi sẽ lại tiếp tục triển khai phun lần 2 để phòng chống bệnh. Về cái chỉ số muỗi lây bệnh mà trong chuyên môn nội vector thì tỷ lệ tương đối cao vì lý do là môi trường chúng ta chưa hoạt động tốt, chưa vệ sinh tốt, nó liên quan ý thức người dân thì những cái chỉ số muỗi cao và chỉ số bọ gậy cao đấy là cái nguy cơ. Sau khi giám sát về, chúng tôi đã có công văn chỉ đạo tiếp để làm sao các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết trên 3 phương diện. Một là tuyên truyền người dân hiểu rõ về phòng chống sốt xuất huyết, thứ hai nữa là vệ sinh môi trường, thứ ba là nâng cao ý thức người dân để không lơ là chủ quan dịch. Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Tuy vậy, thời tiết giao mùa nóng ẩm như hiện nay vẫn là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản, kéo theo nguy cơ bệnh sốt xuất huyết có khả năng phát triển thành dịch. Việc nâng cao ý thức, phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, chống muỗi vẫn được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai tại gia đình, 3 người con gái ở huyện Yên Mỹ mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, khiến 3 mẹ con lần lượt tử vong. Người con gái còn lại bị khởi tố và xét xử với 2 tội danh giết người, hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai giữa Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm, Đỗ Thị Đưa với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đều ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, nên Điểm, Định Đưa hẹn nhau sáng ngày 30 tháng 10 năm 2022 xuống nhà bà Đều đập phá tường và Điểm đã chở Định đi mua xăng mang đến nhà bà Đều để đốt nhà. Khoảng 9 giờ 30 phút sau khi đập phá tường nhà bà Đều và bị anh Điển là em trai can ngăn, Điểm xách can xăng đổ ra sàn nhà bà Đều và Định đóng cửa phòng khách để không cho ai vào ngăn cản, rồi cùng đưa giữ bà Đều để cho Điểm châm lửa đốt. Hậu quả bà Đều, Điểm, Định tử vong vào các ngày 18, 26 tháng 11 và 14 tháng 12 năm 2022. Đỗ Thị Đương bị thương tích
22%, tổng giá trị thiệt hại tài sản là hơn 11 triệu đồng. Trong vụ án này, Đỗ Thị Đưa giữ vai trò đồng phạm giúp sức cùng Điểm và Định thực hiện hành vi phạm tội. Điểm và Định đã chết, do vậy không xem xét xử lý. Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa 20 năm tù về tội giết người và 2 năm 6 tháng tù tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.